Chào mừng mọi người đã quay lại với Sante Hatin Hero, hay còn được gọi là Thần Đèn 1/2. Chúng ta lại tiếp tục với phần trước, tập trước. Trước chúng ta đã... Mình có thể chọn sang màu khác rồi à? Cái chọn thứ màu xanh này. Cái màu xanh trông cũng không tệ nhưng mà mình thích màu đỏ hơn. Ây, thì đợt trước mình đã đánh đuổi bọn cướp biển khỏi cái đảo này. Còn theo như mình nhớ thì mình đang nhận cái quest ở chỗ con bé ở chỗ này, đúng không? Đúng rồi. Nó bảo là tìm mấy bạn gái mất tích ở đảo Nhân Ngư. Cái đảo Nhân Ngư nghe có vẻ hay. Đây, cứ ý tí đi. Chẳng có gì cả. Mình muốn đi ra ngoài, mình phải vào cái sky đúng không? Vào chỗ của sky đúng không? Ok, đi đến đảo Nhân Ngư. Cẩn thận, Nhân Ngư có vẻ hơi đáng sợ đấy. Nhất là vùng nước nông. Bọn họ sẽ chẳng làm gì tới đâu. Tại vì tớ là thần đèn bảo hộ của thành phố này. Chờ đã. What? Lại lão trưởng làng này. Tôi cần giới thiệu cô với mọi người. What? Với ai cơ? Ây! Hello! Cậu là ai? Cậu không biết à? Đáng buồn nào, tôi là người như thế cậu. Tất nhiên rồi. Cái gì? Nó chồng chồng nó kìa. Holy Link of the nửa thần đèn, người hùng nửa thần đèn đang được thuê. Fuck. Có thể gọi tôi là Holy. Mẹ cậu là thần đèn à? Đúng rồi. Và bố của tôi là một quỷ. I'm all magical. Nên tôi có nhiều phép thuật hơn bất kỳ một nửa thần đèn nào khác ha. Thực sự là mọi thứ không hoạt động như vậy không? Thực sự là vậy. Cô ta lấy cắp cái mũi của tôi và xóa nó ra khỏi so boy watcher. Lão này có mũi bao giờ đâu? Lão lúc nào chẳng không có mũi. Với cương vị là thần đèn đội cũ của thị trấn này, tôi muốn đưa cô giới thiệu cô ta với chị. Okay. Tôi á? Không vấn đề gì thị trưởng. Trưởng làng à, chắc là tôi sẽ làm tốt mà không cần cô ta. À, gặp lại sau. Ok. Tôi không liên tưởng là ông ấy thực sự làm thế. Bình tĩnh. Ông ấy thay thế tớ với cả cái con nhỏ đó. Naughty little. Từ từ. Cần phải bình tĩnh lại. Cậu đang có nhiệm vụ mà nhớ chứ? Tôi nghĩ là cậu nói đúng. Được rồi, thế thì đi đến thác Nhân Ngư. Thác như vậy nào Nhân Ngư? Ok. Sẵn sàng rồi đi chưa? Ok. Climbable. Ui, lại trực thăng. Trực thăng chở quân. Ây, mình có cái con khỉ thì mình có thể đi đến cái chỗ ở trong cái đảo kia để mà lên cái chỗ để đứa con gái mình thấy. Nhưng mà mình nghĩ mình nên tập trung vào câu chuyện chính bây giờ. Thác Nhân Ngư. Mình không hiểu mấy cái hỏi chấm ở trong map là gì. Nó có những bí ẩn à? Mình chưa mở cái nào. Cái phần trước, phần mình chơi trước thì nó cũng có bí ẩn nhưng mà nó dễ. Chỉ một số cái khó tìm thôi. Save. Mình nghĩ mình để quần màu đỏ. Quần màu đỏ cho nhìn dễ nhìn hơn. Ây, Bolo. Còn gì ở đây? Ông Bolo lại ra đây ông ngắm gái đúng không? Ra đây ông ngắm cái gì luôn. Hãy nhìn nơi này này. Nói lần cuối rồi Bolo, tôi có thể tự làm cái này của mình mà. Đó không phải là điều mà bác của tổng nói. Ông ấy nói tớ giúp một tay cho đi khi mà tôi đã có thể tạo ra cỗ máy để chỉ để cậu bắt
nghe nghe như kiểu con này sắp bị thay thế hoàn toàn đồng ý làng này, không cần nói nữa. Ổ thôi. Ok. Theo lời kể của cô gái ở trong trấn thì thành phố này, ok, có hàng tá người mất tích ở đây. Một phút trước họ ở đây và xong rồi phút bị mất không dấu vết gì cả. Ok, bị mất thì biết thế nào, sao biết rồi? Không biết là nên đổ lỗi ai trong cái việc này nữa. Câu trả lời là Fishbowl. What? Tôi biết rằng nhân ngư rất là đẹp, nhưng mà theo cách khác, tất cả những nạn nhân đều ok, để là những cô gái ngọt ngào, ngây thơ và đáng yêu. What the fuck? Nó chắc chắn là do họ ghen tị. Tại sao mày có thể suy ra thế được? Điều đó nghĩa là tớ có thể là người tiếp theo. What the fuck? Mày liên quan gì? Không hẳn là vậy. Những cô gái là cậu biết đấy, chỉ là chỉ nghĩa là các cô gái thôi, không bao gồm mày đấy nha. Then you go again. Cứ để tớ làm, nhưng mà tớ vẫn thường hay làm như vậy. Nghe xong, tớ đã từng bỏ qua một cái lần vận chuyển đồ và tớ thực sự vô dụng. Nhưng mà cái gì? Trừ khi mà tớ còn là một đứa trẻ, tớ muốn cậu cậu đã trở thành một người anh hùng mà tớ luôn luôn là phụ tá người thừa kiểu vậy. Tớ quá mệt với việc núp trong bóng tối của cậu. Tớ phải chứng minh một lần cho tất cả mọi người thấy là tớ cũng là một phần của người anh hùng giống như cậu. Có một phần người anh hùng như cậu. Rất tiếc, nếu mà muốn thể hiện mày phải đợi đến cái DLC Friend to GS của mày. Bolo, lại đây. Cậu không đứng yên được 5 phút. Ok. Như kiểu con này là con lúc nào cũng phải kìm chân thằng Bolo, không thằng Bolo này lúc nào cũng đâm đầu vào rắc rối. Ok. Ui. What? Tôi lại đi dưới nước à? Không bơi. Khỉ có bơi không? Ở dưới nước mình không biến hình được. Mình thử xem khỉ có bơi không. Ui, không bơi được. À, không biến hình dưới nước được. Ok. Vậy là mình chỉ có thể đánh mình nhảy không. À, mình nâng cấp đam nên là mỗi phát đánh mình bây giờ là 6 đam thay vì 5 đam nữa. 6 đam là ít vậy. Ui. Con người cá nó giống như phần game trước nhưng mà trông nó đáng yêu hơn. Phần game trước thì nó đồ họa pixel. Ok, ngoe hơn. Ngoe hơn là tốt rồi. Sao nhảy lại à, có khỉ mà. Khỉ nhảy cao hơn. Khỉ có đánh được không? Ok, khỉ không đánh được. Mình mong chờ cái gì nhỉ? Chứ là con người cán trong phần game trước nó có khả năng đâm giáo nữa. Còn phần này chắc là công nó chỉ bắn này thôi. Ui, dưới kia có cái gì kìa. Mình xuống đây. Đấy mà hao hao tôi xuống đây. Ok, chắc là mình phải unlock cái gì đó rồi mình mới có thể đi vào đấy được. Khá là xua. Khá là xua là như vậy. Khỉ. Khỉ mới leo lên trên tường, ok. Ui. Ui. Cua. Đánh nhau với cua. Ăn đòn nhiều quá, nhưng mà may là game này ăn đòn rất ít máu. Ui. Ui. Tiền này. Tự nhiên quá. Mình để nâng cấp tiếp thì phải cần 200 tiền đấy. Nhiều phết. Bắt lên này. Biến khỉ nhảy cao hơn. Ui, trông cơ khỉ nhảy này, what the fuck. Thôi cười vậy. Ok. Có thể làm thầy bám vào tường. Cua đây, làm cua thế. Nên đảo cua.
Ui này phần game trước cũng khó. Mình chẳng né tí nào cả. Bây giờ toàn đòn luôn. Nhìn đây sao? Sao chỗ này nó lại màu lại khác? Trên này có gì không? Trên kia còn nhiều thứ nữa kìa. Nhảy như đấy xem nào. Map này hơi rộng. Mình cảm giác là game này nó kiểu chơi khám phá map khá là nhiều. Ây, con khỉ này nhảy cao vậy. Nó tiếc là dạng khỉ mình không đánh nhau được. Về sau nó có nhiều dạng nữa thì những cái dạng sau có thể vừa biến hình được cũng được. Nhưng cái dạng khỉ chỉ dùng di chuyển thôi, khá là buồn. Dưới này có gì không? Bắp nhảy. Nhảy cũng quá. Ok. Sao mình biến hình rồi mình lại biến lại nào? Ok. Ổn thôi. Tiền kìa. Sắp đủ tiền nâng cấp rồi. Gái kìa, what the fuck. Ê hey. What the fuck. Nó bắt gái. Ê hey, sếp. Phá tường thì không biết được. What the fuck cái gì đây? Cái gì này? Ok, có thể làm này. Khá là hay. Đây là dây chuyền bắt gái à. Chúc mừng người vậy. Fuck. Nên bám vào cái này. Ok. Cá sấu. What the fuck, cá sấu. Ok, sau mình đánh nó sẽ nổi điên lên. Mình không đánh được cái thằng đá này. Sau chắc là có cái nâng cấp nó khiến mình đánh được. Ui. Ui. Cá. Cá từ dưới nước đớp lên, tại sao không? Mình game mình có thấy một thứ hay ho. Ê. Đi đâu ấy? Là... Mình không biết là mình dùng phép kiểu gì. Hiện tại mình chưa có phép à. Ô. Đây là cái mà nó biến người nhân thành nhân cư. Vãi trưởng. Ôi con cá này cắn lên để biến thành nhân ngư này á. Dây chuyền sản xuất nhân ngư nhân tạo hay nhất quả đất. Ok hay. Gái đẹp cộng với bị cá cắn nên biến này. Nếu bị con này cắn không sao. Mình cứ tưởng mình bị nó cắn mình biến này. Ơ. Chắc bố lô kìa. What the fuck. Bố lô. Không làm gì, không làm khỏi đấy. Mình xin lỗi đấy, bây giờ mình cười hơi quá. Và thực sự dạo này mình cảm thấy là buồn cười. Ok, chưa ở lên ở đây. Bố lô ơi, không làm gì vậy. Bố lô. Thế bố lô nó cũng bị biến lên tiếng cá. What the fuck. Ây. Chết đi. Ăn đòn hơi nhiều. Mà có một team nữa đấy. Sao tăng mắc team kiểu gì nhỉ? Ở cái phần game trước mà mình muốn mắc team mình nhặt mấy con mực để rồi mình đổi team, nhưng mà phần này cũng khó. Phần trước đổi lên 4 con mực chúng ta sẽ được vào cái team, nhưng mà không thấy ra con mạch chuột thôi. Phần này không thấy con mạch chuột đấy, không biết đổi team kiểu gì. Ây. Đừng dây. Ui. Bên này vẫn là bên này vẫn. Mình biến là khỉ à? Mình nghĩ chắc là khỉ nó đu dây đúng không? Không được. Được, ok. Để cũng khá là ổn. Mình lại đi trên tường như này. Khéo. Ui. Mình chỉ có thể biến hình khi mình ở dưới đất. Khá là buồn. Khi đang nhảy không thể biến hình được. Ông bô lô ơi, ông đâu rồi? Transform. Mình nhìn cut off. Bắt tất cả dưới này. Ui. Khỉ. Ây. Ây. Trông buồn cười vậy. Thế sao mấy đứa kia không bị biến hình nhỉ?
Tôi biến hình hình nhân ngư. Cách biến hình hình nhân ngư hay nhất quả đất. Cho cá cắn một cái đẹp xong biến hình nhân ngư. Mấy ông làm game nghĩ ra cái trò này nghe vui thật. Ui. Map này nó hơi rộng mà nó không kiểu thẳng hàng như lần trước. Lần trước map nó khá là thẳng, nó chỉ là một đường thẳng, mình chỉ cần đi rồi kết được. Phần này cảm thấy nhảy nhiều hơn mà nó không phải mò map như phần game trước. Phần game trước map nó như kiểu nó một cái mê cung ấy, mình đi mình mò từng đoạn một chơi khá là khó. Phần này có vẻ map nó thẳng, nó chỉ đi cả từng đoạn. Ê, trên này có gì? Xe bolo kìa, có bolo ấy. Ê, trên này nhiều thứ vậy. Map hơi rộng, cảm thấy là map nó hơi rộng. Chết đi. Nghỉ đâu, xem bên này à? Ừ, không được thì có khỉ cơ. Khỉ mới nhảy cao mới được. Hả? Ây. Lắm nào đi xem bên kia. Ồ, bên kia có cái gì kìa. Ừ, nhưng mà không sang bên đấy, mình nghĩ là về sau phải unlock thêm khả năng gì để sang được. Hình như game này mình còn có thể bay, về sau mình có thể biến thành dạng người chim, mình có thể bay được. Mình mong rằng khi bay mình có thể sang những chỗ như thế. Móc. Fuck, nhảy vô rồi. Đây, đúng rồi. Ui. Chết đi. Vào đây. Được. Làm sao để xuống cái này? À không được. Mình có thể đặt này mình xuống. Ok. Những cái tấm mỏng thì mình có thể cúi rớt mình xuống. What the fuck gì đấy? What the fuck? Customer, you ran. Ok, nó dạy skill cho mình à? Nice. Ok, nó là shop ăn đồ bí mật. Hồi sinh này. À không. Refill some head. Ok, phép à. Turn that to fuck the ad then Lofus. What the fuck. Mình thực sự mình không hiểu là cái gì luôn. Mình sẽ mua thử cái này, tại sao không? Có vẻ không mua được cái gì nữa, mua một ít máu. Có vẻ thế đấy. Bây giờ mình chưa mua được cái gì trong này cả. See you later. Ok, goodbye. Đây mà biến thành con kia kiểu gì? Turn into dread để thu hoạch quả. What the fuck? Con kia bị nhát trong thùng kìa. Ok. Save complete. Lại chơi màn kiểu này à? Hay đấy. Trượt kiểu này mày rách cái quần luôn gì hả? What the fuck? Ui. Ok, đây là tiền. Fuck, mình lỡ cái chỗ đấy rồi. Ui. Ok, đánh một hit là nó chết rồi. Ui, fuck. Ok, checkpoint. Quay lại checkpoint à? Chán vậy. Ở phần trước mỗi lần chết mình chỉ mất một máu rồi mình sống lại ngay đấy, chứ mình không đánh quẹt checkpoint. Khá là buồn. Có vẻ phần này nó chết mình quay đầu khá là xa. Được thật nào. Ok, nhà được quả cam. Nhặt thêm quả cam nữa.
Bình tĩnh nào, đừng có chết ở này. Bỏ với quả cam đi, chưa cần biết với quả cam là gì. Cái gì đấy? À, nó từ sau. Ok, ta không để ý mà lan từ sau đến. Ui, tiền thì có nhiều màu nhưng mà tiền nào cũng thế, chỉ tiền to tiền bé. Mình ăn mấy cái đồng tiền mà đồng đá quý nó có nhiều màu khác nhau nhưng mà nó vẫn được tiền đấy. Ui, fuck, không nhảy vào đấy. Đâu quá. Ui, cam. Không biết sao tôi lại ăn cam mà kệ. À, bình tĩnh. Fuck, vẫn đoán. Gì đây, sao tầng gai này. Mình không biết mình phải dùng máu bây giờ đâu nhỉ. Mình nghĩ mình phải dùng máu, mình cần thêm máu. Được, dùng được. Ok, cam thì hồi máu đấy. Có gì ạ? À? Đồ đúng rồi, hồi máu. Dùng. Hồi nhiều phết đấy chứ. Sếp. Qua cái đoạn chật mông rồi. Sao, đánh boss chưa? Hay. Ơ, Bolo. Ô, làm gì ở đây, Bolo? Bolo, đừng có đùa nữa không? À, đấy là những cô gái mất tích. Nhưng mà giờ họ đã bị biến thành... Counterfeit. Counterfeit là cái gì? Nhân ngư. Cậu có thấy điều gì xảy ra đây à? Có ai đó đã biến những cô gái đáng yêu trở thành những con cá. Con cá xấu xí kiểu vậy. Hàng giả. Tớ phát bệnh luôn. Tớ phát bệnh ngay từ đầu rồi. Vậy là nhân ngư giả đã được nhét vào trong thùng, đưa vào đây và... nhưng mà tại sao? Ai đứng sau tất cả những thứ này? Thích con cá kìa. Ê, cái gì đây? Techno Baron. Bá tước Techno. À, lại bị bắt rồi. Kẻ nào phá hỏng cái quy luật sắt của ta? Chính là ta. Ta đã nhìn thấy người cá giả mạo trong cái nhà máy của ngươi. Và giờ ta send you up river. Ta sẽ cho ngươi bay xuống dòng sông này cũng giống như là mấy cái thùng đấy. Ta cũng sẽ đá đít ngươi nữa. Tại sao ngươi có thể qua được cái đống tay chân techno của ta? Không lẽ nào ngươi không được rời khỏi nơi này mà còn sống? Mày làm như mày có khả năng mày giết tao à? Hãy vui vẻ và ngủ với cá. Ok. Ngủ với cá là một hình thức giết người của mafia Ý. Ngực. Ngực to. Nhân ngư khổng lồ. Ok, ngực to. Mình nên chú ý khác thay vì ngực. Alright. No wonder they may be attacking. Tại sao không người cá chiến đấu? Tại vì hắn bắt nữ hoàng của họ rồi. Mình phải giải thoát cho cô ấy. Ok, what? Giga mermaid. Captivate. How to... Đánh con này bây giờ. Ok, mình có thể phá cái ổ khóa đi. Sao nữa? Mình không nhìn thấy cái vòng ở đây. Từ từ đã, ra chỗ khác ạ. Nên tránh quả đạn kia. Mình không thể chú ý cái gì khác trừ ngực con này, tại vì thực sự ngực con khá to. No. Fuck, ăn đòn rồi. Mất máu kinh quá. Nào, bắn cái khác được không? Đừng bắn cái đấy nữa. Ta chỉ kêu cái này thôi. Ok. Bảo bắn cái khác là bắn luôn. Thôi tôi néo cái này bây giờ. Ok, đấy chỉ chiếu một nửa màn hình, nó không chiếu hết. Ui, đến đây nào. Ok. Chỉ cái này được à? Thế xong rồi.
Không, mình phải đánh nó tận hai cái chứ. Ok, có vẻ là bé này đang khá là tức vì bị bắt. Thôi an toàn, ok, chỉ chế rồi. What the fuck? Đánh bot, sao đánh bot trò này cho nó nghèo nàn đấy. Bot thì trông hay thật mà đánh nghèo nàn quá. À, không, tất nhiên nó phải có dạng 2 rồi. À, không. Cô ấy trông có vẻ đang tức điên lên. Ngực, ngực, ngực. Ok, cái đuôi. Mình hiểu, không hiểu, phải né cái đuôi kiểu gì rồi. Sao đập như thế mà không vỡ ván gỗ vậy? Nhưng mà hao tôi đập vào mặt nó bây giờ khi nó nhảy cao này. Ok, không có gì cả. Tớ không biết. Fuck. Sao không đánh nó nhỉ? Ok, mình phải đánh vào cái viên đỏ đỏ kia. Đúng không? Mình hình như mình phải đánh vào cái đỏ đỏ trên đầu nó. Ui, bắt cái quái vẫn dính vào đấy. Ăn cam phát. Ồ, hoàng có nhiều cam mà. Hoàng có nhiều mi can mà. Ê. Ê. Bắt. Nhảy đây, nhảy đây, sao nữa? Bắt, tại sao mẹ rơi xuống? Tao cần mày nhảy lên cơ mà. Mình không giỏi đánh mấy con boss mà cứ phải nhảy lên nhảy xuống này đúng không? Phải đánh cái viên đỏ đỏ trên đầu nó. Né ra nào. Nhạc đánh boss thì không hay, phần trước nhạc game này đánh boss nghe hay luôn. Ok, mỗi lần thì đánh được một phát khá là ít. Né ra. Ok, nhưng mà kiểu nó máu khá giấy. Cung nổ, what the fuck. Tại sao con boss nào trong game nó cũng phải nổ như kiểu Mega Man vậy? Nó có phải là người máy đâu. What? Ok. Mình vừa cứu được gái, mình bắt được cái thằng... Mình không biết gọi là người gì. Thằng đầu nồi à? Techno Baron. Ngươi là một... đồ ác quỷ. Ác quỷ rất là bệnh hoạn. Người bán những mỹ nhân ngư giả. Scanner Monster Chow. What? Hey, vừa nãy ít. Giá nó bán rất là cao và nguồn cung thì khá là thấp. Ta cần phải làm được người khác bây giờ. Bỏ tiền trên bàn ạ. Hay là nào lấy ghi mà mày. Ok. Con này nó xuất nhập khẩu nhân ngư nhưng mà cuối cùng thì nó hết hàng nên nó phải đi nó bắt cái nó biến thành nhân ngư đúng không? Ok. Không gì. I give you the business. Ui, bài vật. Ê, con này nó bình tĩnh rồi. Vậy là nhân ngư không phải là người đứng sau tất cả. Tớ nghĩ là tớ nợ bọn họ một lời xin lỗi. Tớ đã quá sai khi mà nhảy vào này. Tớ hy vọng là họ sẽ nhận lời xin lỗi của tớ. Lời xin lỗi đêm nhận. Bolo, tớ nói với họ không phải với cậu. What the fuck. Nhưng mà tớ hy vọng rằng chúng ta có thể làm bạn với họ từ bây giờ. Bây giờ thì đưa mấy cô gái này về nhà nào. Ok. Để mà nói con cũng hai nhân ngư trông khá là ngoe. Không, trông nó ngoe thật rồi. World clear. Thế thằng Bolo nó lại đây luôn à? Ngoài để thằng Bolo lại đây giữa một đám nhân ngư với cả người gái này. What the fuck. Ok. Chào mừng đến với thân đèn. Hãy nhặt lấy cái biến hình và đi vào buổi sáng. Ok. Có cái gì đây? Cua. Điệu nhảy của cua. Ok, sử dụng cái này có thể đi dưới nước. Con cua này. Ok, đi cái này nó sẽ chìm. Mà có vẻ đi dưới nước nó sẽ đi nhanh hơn. Nhảy dưới nước nhảy khá là cao. Không ra đi cạn nghĩ đi cũng nhanh thôi.
Vậy nếu mình hóa thành cua mình sẽ đi được dưới dưới mình lặn. Sếp,